Thưa quý vị, chào năm mới 2023 và đón xuân Quý Mão đang đến. Mới đây tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội, giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính cùng Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình Nghệ thuật đặc sắc Màu Thời Gian số thứ nhất năm 2023 với chủ đề Ngọn Trung Linh. Đêm nhạc Ngọn Trung Linh được chia thành 4 chương đoạn đã đưa khán thính giả đến với nhiều cung bậc cảm xúc. Chương 1, cánh đồng tiềm thức. Chương 2, chợ quê. Chương 3, cánh đồng tri ân. Chương 4, khát vọng. Mỗi tác phẩm âm nhạc, mỗi chương đoạn trong chương trình là những câu chuyện được truyền thể để nói về hào khí Đông A, hào khí Thăng Long, hào khí Trung Linh, về tinh thần và khát vọng dân tộc lớn lao. Đặc biệt, tất cả các tác phẩm âm nhạc trong chương trình đều được phổ từ thơ của giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính. Các tác phẩm âm nhạc nghệ thuật được trình diễn bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cả ba miền Bắc Trung Nam, với phần âm nhạc do các nhạc sĩ có tên tuổi như Nguyễn Cường, Trần Tiến, Quang Vinh, Đức Trịnh, Tuấn Phương thực hiện. Với quá trình chuẩn bị công phu, đồ sộ về nội dung, âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu, mỗi tác phẩm đều làm nổi bật tinh thần, khát vọng của dân tộc được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Khát vọng đó được xây dựng nên từ những ký ức gắn liền với quê hương, đất nước, cội nguồn của dân tộc.